Ok, chào mừng các bạn đến với channel của THT. Và hai video về tìm hiểu Michael Myers và video thử thách khắc tên bằng nến á. Hai video đó mình đăng khá trễ nên mình hơi cho mình hơi bận bận cũng khá là nhiều. Hôm nay là mình làm một video hướng dẫn về một trò chơi mới. Nó cũng mang thể loại kinh dị giống như trò Rennie. Và bạn nhân vật này mình đã miêu tả trong một cái trong video tìm hiểu, và nhân vật đó cũng là tên trò chơi của ngày hôm nay mà mình sẽ thử chơi, đó là Slenderina đó. Nếu các bạn muốn tìm hiểu rõ hơn về Slenderina, các bạn hãy vô video cũng vô channel của mình và xem video tìm hiểu về Slenderina đó đó. Mở lên đây, tờ Selena đây đó, tải về rồi đây đó. Tờ này còn đáng sợ hơn cả Granny nữa. Mình mong là các bạn hãy ít chơi trò trò này hơn. Đó. Thì bây giờ mình sẽ thử chơi, nhưng mà những người không không đủ can đảm như mình không khó mà thử chơi trò này được, nên mình sẽ nhờ trợ lý của mình chơi. Rồi, trước khi bắt đầu chơi, các bạn nhớ like và subscribe cho mình và nhớ ấn ấn chuông để nhận thêm được nhiều video hơn. Giao Đó. diện Đó. giao diện của Đó, đây. Nhìn hình ảnh thôi thấy hơi sợ rồi, này à. không biết nữa, cái đó là điểm chưa chưa đủ mà muốn easy ấy. Rồi, nhìn hình ảnh thôi là mình thấy cái đó này hơi đáng sợ rồi. Mấy bà đó hay Mình chú khuyên là các bạn không được chơi trò này vào lúc buổi tối, bởi vì trò này có những cảnh hù bị hú, bị rồi bị hù làm mất hồn. Đó, điều đó làm cho bạn khó mà ngủ được và gặp các ông. những ác mộng về trò này. Nên mình khuyên các bạn hãy giảm bớt chơi trò chơi này vào, đặc biệt vào những buổi tối. Cái channel của anh xin BH123 thì nghe nói là hình như channel đó cũng đã thử chơi trò này rồi, nhưng mà do độ đáng sợ nó hơi hơi lớn cho nên đã xóa ra. Hãy đăng ký giùm, hãy À, đăng ký giùm gì vậy? Oh shit. Đó. Nếu bạn quay ra đằng sau thì sẽ gặp Selena ngay lập tức. Nếu các bạn gặp bà ta, các bạn phải quay lại đằng trước ngay lập tức. Nếu bạn còn để quay lại đằng sau một chút nữa, thì sẽ bị bà ta giết. Ở đây chúng đây đã bị hú rồi. Đó. Thì mà không đủ can đảm chơi trò này nên mình nhờ vào trợ lý của mình. Thơm không? Có mua gì mà thơm Ừ. không? Sao vậy? Thơm mà.
Cả hết hôn luôn phải không? quá trời ông nội. Thì dám vô nhà này không? Ừ. Nếu khóc ở gặp hả? Rồi tới ra đâu? Thì bỏ cái tay ra. Cầm quê ông coi vậy mà cũng nói cho. Trời ơi. Serena ơi, em có chịu làm vợ anh không? Chứ không ngoài nào đi đâu, tôi khỏi tài nữa. Ừ, nó đâu Ta chỗ giết mày là rồi? Mình thấy theo cảm nghĩ của mình là mình thấy trò này là kinh dị nhất, kinh dị hơn cả trò Granny. anh ấy sẽ Ừ. độ tuổi sinh vai. Trò này không có tiếng động nhưng mà có thể bà ta có thể đi đi đằng sau mình. Còn Mới nói xong Granny thì phải tạo ra tiếng động bà ta mới dụ được bà ta. Trò Selena có rất nhiều trò, có rất nhiều phiên bản liên quan đến trò này. Giống như là Selena X hoặc Selena 3D. Một khi nào mình rảnh mình sẽ giới thiệu trò đó. Những trò đó. Nhưng rồi kia hử hử bên trong con cua mày á, bà đâu vậy? Mày dạy không? Chó kia không? Mày bây giờ Ok. Đó, video cái trò này mình thấy là đáng phỏng. mình chỉ mô phỏng một chút sơ qua thôi. Bởi vì trò này hơi đáng sợ nên mình sẽ ngưng tại đây. Nhớ like, subscribe và nhớ ấn chuông để mình nhận thêm video. Tạm biệt các bạn. Dạ.